Xin chào tất cả mọi người. Em buổi tập thấy mệt không? Có. Có đúng không? Thì bây giờ trước mặt em thấy nhiều thực phẩm bổ sung không? Rất nhiều. Rất nhiều. Đó. Ở đây là một bộ nè, hai bộ nè, ba bộ nè, bốn bộ nè, năm bộ nè. Năm bộ này nó có một đặc điểm chung, nó đều là ba sản phẩm. Nên nó tạo ra một cái trend trên mạng xã hội gọi là bộ ba thần thấm. Đó là khái niệm anh đặt ra, đó là ba loại thực phẩm bổ sung căn bản để cho chúng ta theo đuổi cái sự nghiệp tập luyện cho nó hiệu quả. Vậy thôi thì bây giờ ba bộ này căn bản nó sẽ là cái gì? Đó, nó sẽ gồm hai loại sau đây. Thứ nhất là em cần phải có một loại thực phẩm bổ sung giảm mỡ. Đó, giảm mỡ để mình tập, để hỗ trợ mình giảm mỡ, chứ còn mình tập thấy bà nội luôn mà không có cái gì hỗ trợ giảm mỡ thì nó phí cái buổi tập của mình. Nó thì mà trong thực phẩm bổ sung giảm mỡ nó có hai loại. Một loại có kích thích và một loại không kích thích. Đó thì hai cái loại này nó ghép chung với nhau và thêm một loại là BCA hoặc là EAA để cho nó phục hồi cái thể lực của mình. Cái loại mà em uống trong tập nè, cái loại này em ăn uống nè là cái EAA đó, là có nó trong buổi tập em mới đỡ mệt. Wow. Chứ không em vô em tập chút xíu cái em mệt, cái em tuột từ, ví dụ như em tập được 3 set đi xong cái em mệt quá, cái từ set thứ 4 cho đi nó bị đuối sức luôn. Thảo này em thấy tập sung quá à. Đó là nó xong hiệu quả. Trời đất ơi, em tập ở phòng gym chúa nó phải khác, chứ còn em tập phòng cỏ thì thôi nó thứ nhất là em không có trang bị đủ cái lượng kiến thức nó để cho em có được buổi tập hiệu quả. Bây giờ nói em nghe, em đã bỏ thời gian đi tới phòng gym tầm tiếng thì kiểu gì đó một tiếng nó phải là hiệu quả hết tiếng, chứ không thể nào một tiếng nó hiệu quả được có 10 phút đầu à, xong rồi 40 phút sau, 50 phút sau là toang. Nó thì giờ anh cũng không nhớ cách đặt tên của bộ ba này mà tạm gọi là 1, 2, 4, 5 đi. Đây là ví dụ như giới thiệu em loại CLA, cái loại đồ mini này nó rẻ. Nó thì cái này là kêu là đốt mỡ không kích thích, nó rẻ. Vậy thì nó sẽ ghép với một cái loại là Lipo. Đó, Lipo màu đen nè, thì kêu là Lipo Plus. Cái loại này là cái loại thực phẩm bổ sung đốt mỡ kinh điển của hãng Nutrex. Đó, hãng Nutrex là hãng anh chụp hình với trong kia đó, đó Nutrex trong đó đó. Năm cái bộ này nó khác nhau về giá tiền thôi. Căn bản nó khác nhau về giá tiền thôi, chứ còn chức năng của nó thì đương nhiên tiền nào của đó. Đó, thì cái loại này là không kích thích, nó là CLA kết hợp với Lipo Plus, rồi kết hợp với BCA 6000 mà thì nó, bộ này anh nghĩ chắc rẻ. Sinh viên có thể mua được không anh? Được, dư sức bán số mua cũng được. Rồi cách dùng, cách dùng thì giờ nói về cách dùng của bộ ba. Bộ ba đó thì cái loại này nè nó là loại này pha cho uống, loại này viên bỏ miệng uống. Thì cái này là không kích thích, ok, cái màu trắng này không kích thích, cái này là kích thích. Thì cái không kích thích này việc kích thích ở đây là cái gì? Kích thích đây là nó có cà phê, có chất cà phê làm cho mình tỉnh táo á, mất ngủ đó. Rồi cả hai cái loại này đều có tác dụng là nó tăng cái sự trao đổi chất để cho em tập trung đầu óc não niếp này nọ kia đó, là nó linh hoạt hơn. Đúng rồi, nó sẽ đốt mỡ trong ngày luôn, 24 giờ luôn, ngủ cũng đốt nữa. Ví dụ đây này em này, chút mỡ một chút xíu này này, đúng không? Nó sẽ đốt chút. Wow. Đó, nó đốt chút, chứ không phải là vô là giảm một tháng 10 kg nha. Nó là không nói vậy à, nó đốt chút, một ngày nó đốt vài chục gram mỡ, vài chục gram từ kết hợp tập luyện, tập càng nhiều đốt càng nhiều, tập càng ít nó đốt càng ít. Đó, thì cái loại này với loại này uống nha. Bây giờ cái này trong đây nó sẽ có liều, nó anh nhìn vô hướng dẫn sử dụng. À, nó có hướng dẫn sử dụng bằng có. Tiếng Việt luôn này. Đúng rồi, có bằng tiếng Việt. Em đọc nó hướng dẫn sử dụng là mấy viên, như ở đây là hướng dẫn sử dụng là một viên, vậy thì kết hợp một viên này. Còn bên đây nó hướng dẫn sử dụng mấy viên, bên đây nó hướng dẫn sử dụng là một viên luôn. Thì em uống một viên này kết hợp một viên này bỏ vô miệng uống. Lúc này em có hai cái giải pháp, một là uống bằng nước lạnh. Còn nói bộ ba thì cái loại này nè, em nên pha vô nước, pha vô cái bình lắc giống như vậy. Rồi á, em lắc sáng ngủ dậy em uống luôn. Bữa ăn sáng uống nha. Sáng ngủ dậy uống luôn. Uống lộn. Lấy hai viên này ra, lấy một viên này ra chứ lấy một viên này đổi lên tay, xong rồi pha một muỗng này vô đây, lắc bập nhanh trên livestream rồi đó. Ý là cả ba cùng uống cùng một lúc luôn. Đúng rồi, thì gọi là bộ ba. Wow, tuyệt vời quá ha. Đó, xong rồi uống cực trái. Là đừng có ăn sáng nha. Uống xong giữ cái đó, giữ cái đó lại chừng tiếng đồng hồ sau, 2 tiếng rưỡi gì đó đói nha. Còn trong trường hợp em làm theo cái cách này mà em cảm thấy uống vô nó sốc quá, nó say sẩm, anh đi ví dụ thôi. Có những người thể trạng ta quá yếu đi, không phải như em nghĩ thành vấn đề, nhưng ví dụ như quay phim đi, thằng này nó quá kém rồi, hai thằng luôn. Do sức khỏe và cơ địa của mỗi người nữa. Đúng rồi, nó quá kém rồi, nó uống vô có thể là nó uống ly cà phê nó cũng cảm thấy say sẩm nữa. Thì thằng đó nó nên lót dạ trước. Wow. Lót dạ trước có thể bằng xôi hay bằng đồ ăn hay cơm kiếp gì đó, hay là thậm chí có tiền là mua protein đi, mua đi để uống. Đó, rồi vậy là buổi sáng là xong phim hai thằng này rồi nha.
rồi tới buổi trưa ăn cơm nước bình thường đó, rồi tới buổi chiều vòng lại làm lần nữa khoảng chừng 2 giờ. À, ý là một ngày phải uống 2 lần. Ờ, nhưng mà mới đầu á thì có thể ngày uống 1 lần cho nó quen đấy. Ờ đúng rồi, cho nó quen, rồi sau đó tuần thứ hai á thì mỗi tuần nó uống 2 lần. Nói chung cái này á thì khi mà các bạn mua hàng á thì sẽ có nhân viên sale nó mới rất kỹ. Wow, chu đáo vậy. Rồi còn cái loại này á thì có thể uống trong tập hay hoặc là em đi làm văn phòng á, lúc nào mà về em cảm thấy mệt mỏi á, hay là lúc cảm mệt mỏi căng thẳng pha mượn nó uống vậy thôi. Nó thì cái đó là cái chung của bộ ba, còn mỗi bộ ba thì nó thay đổi cái sản phẩm thôi chứ đâu có gì phê hết á. Giống như giờ bộ ba thứ hai đi, em sẽ nhìn nè, bộ ba thứ hai là cái bộ này, nó giờ nó chơi hàng đắt tiền hơn. Label 6 vẫn giữ nguyên giống bộ đầu tiên, nhưng mà cái này nó thay nè, cái COA này nó thay bằng cái Steam Breeze, mà cái Steam Breeze này nó mắc tiền mà nó cao cấp hơn cái này vậy thôi. Rồi tới cái hũ BCA 6000 nó sẽ thay bằng EA cộng, thì cái loại này nó mắc tiền hơn loại đó. Vậy thôi à, chức năng của nó là giống nhau, rồ hơn, thằng này chức năng ok hơn, tại nó mắc tiền hơn, loại nó xịn hơn, ý là nó sẽ đốt mỡ nhanh hơn. Ờ đó, đốt mỡ nhanh hơn, hiệu quả nhanh. Cái này là viên đúng không? Đúng rồi, hai này là viên, rồi cái này là bột pha như là cái đó. Bộ một đó là cái bộ thứ hai. Thì những cái bộ mà anh nói nãy giờ nam nữ đều uống được, nam nữ đó, chỉ có trừ những người phụ nữ mang thai rồi có. Ừ, mang thai thì ok, đúng rồi, mang thai cho con bú thì phải có bộ khác. Rồi giờ quay ra thì cũng chả có gì kia á, nó cũng ha. Em thấy cái này nó giống cái kia không? Giống nó giống mà nó khác. Nó giống được cái Label Plus, nó giống được cái bia 6000, nhưng mà nó khác cái này. Chỉ là cái sự thay đổi thôi, không có gì cách dùng bị cha. Cái giá của nó lại cao hơn đúng không? Chắc chắn rồi, giá nó cao hơn, cái giá đầu tiên chắc rẻ nhất rồi đó. Rồi xong rồi tới hai này có sự đặc biệt. Hai này có sự đặc biệt. Ba thằng nãy á là nam nữ đều uống được, nhưng mà thằng này là chuyên nữ nha. À, chuyên cho nữ uống thôi. Đúng rồi, nó có Label Plus for her, là chuyên cho nữ. Thì nữ thì nó có những cái nội tiết tố rồi chu kỳ kinh nguyệt, rồi nhiều khi da dẻ đồ á. Nhiều khi có những người phụ nữ người ta bị mẫn cảm, người ta uống đồ của nam á, không phải đồ của nam mà ta uống cái đồ này nè, nó sẽ kén, nó bị khô da hay nó bị gì đó. Cái nội tiết tố nó khác nhau. Ừ, rồi cái này thì nó chuyên cho nữ, thì nó giải quyết những vấn đề đó thôi. Đó. Vậy là nếu mà là em thì em sẽ chọn bộ này đúng không? Đúng rồi. Ví dụ em mà có bồ chẳng hạn thì cũng không thể sử dụng chung được, đỡ hao. Đó. Ờ. Thì ok. Còn ví dụ như anh nghĩ là nếu mà một người phụ nữ bình thường như em á thì ok dùng này cũng được, chả sao. Còn ví dụ như người phụ nữ mà nó mẫn cảm quá đó, nó bị này bị kia nhiều quá thì ta nên dùng này tốt hơn, nó chuyên cho nữ. Vậy thôi à. Dạ. Đó. Rồi cái bộ này cũng chuyên cho nữ luôn, nhưng mà cách phối sản phẩm nó khác. Ừ. Cách phối sản phẩm nó khác. Đây, cái phối hoa nó khác đây. Nó chuyên cho nữ nè, nó Label Plus for her. Nhờ dùng cái này. Thì nhìn sơ sơ qua cái loại bên trái này sẽ rẻ hơn loại này. Nó mà thiền thứ mấy trăm cộng lại á, chắc 1 triệu ngoài, 2 triệu gì đó. Có đó. Là nó sẽ sử dụng được trong vòng 1 tháng đúng không? Đúng rồi, chu kỳ 1 tháng. Mà nó giúp mình thứ nhất là đốt mỡ này, giúp mình đẹp hơn. Tỉnh táo nữa. Tỉnh táo hơn. Tỉnh táo tập trung làm việc, kiếm tiền nhiều hơn chứ. Tốt hơn, kiếm được nhiều tiền hơn thì em nghĩ là nó cũng vừa với túi tiền của mình. Nó nãy giờ là anh chia sẻ em cách sử dụng này nọ các thứ. Còn em muốn coi anh sử dụng á thì em có thể coi livestream của anh á. Trước khi livestream bao giờ anh cũng uống bộ ba hết. Dạ. Trước khi livestream bao giờ anh cũng pha cái này sẵn một muỗng nè. Yes. Vô bình này. Rồi bình xong. Này là mình uống rồi đúng không? Ờ. Xong rồi cái bộ của anh là bộ xịn nhất. Bộ anh là lấy bộ trắng đen luôn. Đây. Dạ. Bộ anh là bộ này luôn nè. Thì anh pha cái này là 3 viên. Cái loại trắng này anh pha 3 viên luôn nè. Cái loại này 1 viên đổ vô tay, tổng cộng là 4 viên. Đó, tổng là 4 viên, xong anh uống bằng này luôn nè, uống bằng cái loại này pha ra nè. Ờ, nên là dùng cái nước đó để mình uống cái viên này luôn. Ờ, xong tiện quá ha. Xong rồi cái anh livestream chừng tiếng đồng hồ xong cái anh chuyển qua anh uống thêm Lean Body nữa. Ờ. Hoặc là True Fit, đó, một trong hai loại đó. Thẳng anh đâu có ăn sáng đâu. Xong rồi chút xíu uống điều cao tập luôn à. Em cũng có coi livestream của anh á, thấy anh thứ nhất là tỉnh táo này, phản xạ rất là nhanh. Là anh cũng gọi là có bí quyết hả? Ừ, đúng rồi. Wow. Đó. Rồi nói chung á là nãy giờ năm cái stack này á là anh giới thiệu ra đó, anh giới thiệu cho em và các bạn hiểu thêm về thực phẩm bổ sung rồi về dự dùng tập, chứ anh không thể nào anh bỏ tiền ra anh tặng em được. Dạ. Cái này là phải bỏ tiền túi ra anh mua đó, em phải bỏ tiền túi ra anh mua, tại là sản phẩm mà giờ anh tặng em kỳ quá, nó tạo ra tiền lệ rồi mốt mấy bạn khác tới đây cứ xin anh quà anh bán cũng được nha. Anh thôi đó thông cảm, nhưng mà em đã lặn lội đường xa, mưa phùn lầy lội này nọ,
từ Bắc vô Nam này nọ, ghé phòng gym của Nhi Nguyễn tập để cảm nhận những cái thiết bị Mỹ Đế 2M, cảm nhận được cái con người thực thụ của Nhi Nguyễn ngoài đời, thì anh cũng không có quà cho em nó cũng kỳ. Thì anh sẽ tặng một cái món quà khác, mà món quà này nó còn ý nghĩa hơn cái dòng tiền em bỏ ra để mua thực phẩm bổ sung, mua súp nữa. Đó, bây giờ anh sẽ tặng em một món quà. Mà tập này được trải nghiệm này và biết được rất là nhiều kiến thức mà vẫn còn được tặng quà nữa. Không, cũng tùy người, tùy hoàn cảnh nữa. Không nói chung được. Nói vậy thì người ta kéo tới đây người ta tập hết rồi. Tao biết tới trời. Chết anh luôn. Không rồi, có quà tặng, ngồi chờ xíu đi. Bí mật quá trời. Đây, đây là cái tạ đặc trưng của Thành Online. Đây là cái tạ chrome, rất là đắt tiền. Chứ nó không phải là cái tạ bình thường anh thấy trong phòng tập. Đó. Chỉ có phòng cao cấp nó mới có tạ chrome này thôi. Và anh nói là phấn son tặng cho mỹ nữ, mà bảo kiếm tặng cho anh Hùng. Anh em mình có cái duyên á, là gymer. Em biết anh biết em thông qua chữ gym. Yeah. Thì anh nghĩ cái món quà này tặng sẽ rất có ý nghĩa. Và nó sẽ đẹp. Người phụ nữ tao cầm một tạ này sẽ duyên dáng và sẽ đẹp hơn. Và kết hợp với bộ đồ THOL của anh tặng em, thì đó là món quà có ý nghĩa hơn so với những cái này. Cái này thì thôi, chút ra mua đi em. Chút ra và thẻ mua này nọ thôi chứ đâu có gì đâu. Đâu gì đâu tặng. Rồi thì video cũng sẽ được khép lại đây. Cảm ơn bạn theo dõi video. Hay thì mua súp đi ba. Like xe là đương nhiên rồi. Coi chùa hoài.